Xin chào quý vị và các bạn. Đây chính là chiếc máy sấy khô quần áo có chất lượng tốt nhất và đáng mua nhất trong tầm giá khoảng trên dưới 13 triệu. Bởi vì nếu chỉ rẻ hơn khoảng 2 triệu thôi thì bạn chỉ có thể mua được chiếc máy sấy công nghệ sấy thông hơi hoặc là sấy ngưng tụ. Cái công nghệ này nó sử dụng một cái hệ thống các thanh điện trở hay còn gọi nhanh là dây mai so. Nó sẽ chuyển hóa điện năng thành nhiệt năng thổi vào trong lồng sấy, trong khi lồng sấy xoay đảo chiều luân phiên và từ đó giúp khuếch tán các tinh thể nước và làm khô quần áo. Chính bởi vì nó sử dụng các cái dây mai so cho nên cái nhiệt lượng nó tạo ra khá lớn và biến thiên thất thường. Vì thế là những cái loại vải có cái độ bền cao vì nhiệt, những cái loại vải thô thì mới có thể sấy được bằng cái công nghệ sấy này. Còn những cái đồ cao cấp như đồ lụa hoặc là đồ co giãn có chứa chất cao su thì không thể sấy được, nó sẽ bị sun vải. Ngay đến đồ len thì nó cũng chỉ cho phép sấy khô ráo nước ở mức độ khô thông thường thôi, không thể sấy khô cất tủ được. Đây ạ, ví dụ tôi bật cho các bạn chế độ sấy đồ len, sẽ không thể chọn chế độ sấy khô cất tủ được mà chỉ cùng lắm là chế độ sấy khô thông thường thôi. Còn sang đến cái chỉ cần thêm khoảng tầm một số tiền rất là nhỏ thôi, các bạn đã có thể sử dụng được một chiếc máy sấy có công nghệ sấy hoàn toàn khác. Đó chính là công nghệ sấy bơm nhiệt heat pump. Cái công nghệ này thì nó không sử dụng các cái thanh dây mai so như là dòng ngưng tụ và thông hơi, mà nó sử dụng nguyên một bộ điều hòa nhiệt độ, một cái block điều hòa nó chứa ở đây. Nó sẽ chạy ga R134A và nó tạo ra một cái lượng nhiệt rất thấp, chỉ vào khoảng 40 đến 50 độ C để thổi vào trong lồng sấy. Hơn nữa, cái bộ điều hòa nhiệt độ của cái máy sấy Samsung này nó chạy công nghệ inverter nên cái nhiệt độ nó rất là đồng nhất, nó chỉ biến thiên chênh lệch khoảng 0,5 đến 1 độ C, nên cái việc không chỉ sấy khô quần áo mà nó còn giúp nâng nhu sợi vải. Từ đó nó dẫn đến hiệu quả có thể sấy khô kiệt cả đồ len, sấy được cả những cái đồ nhạy cảm vì nhiệt như là lụa tơ tằm hay đồ thể thao có chứa polyester. Ở đây các bạn có thể nhìn qua thấy ngay một cái dàn tản nhiệt của cái bộ điều hòa ấy đấy ạ. Các bạn có thể nhìn nhanh. Đây chính là cái dàn tạo ra cái nhiệt ấm đồng đều để thổi vào trong lồng sấy, trong khi lồng sấy xoay đảo chiều luân phiên. Các bạn lưu ý khi sấy những cái đồ như giày thể thao hay gối bông hay là đồ nhỏ co giãn, các bạn nên để vào giá sấy như thế này thì sẽ giúp bảo vệ cái sợi vải tốt hơn. Tôi nói kỹ hơn về cái nguyên lý. Cái bộ điều hòa nhiệt độ đó nó tạo ra một cái luồng gió ấm và đồng nhất thổi vào trong lồng sấy. Lồng sấy sẽ xoay đảo chiều luân phiên, từ đó giúp khuếch tán các tinh thể nước ra khỏi sợi vải, cũng như làm bay mùi hóa chất còn tồn dư trong quá trình giặt, giúp vải vừa khô và vừa thơm tho hơn. Cái luồng khí đó nó sẽ chạy qua một cái lưới lọc sơ vải vụn. Đây ạ, một cái lưới lọc sơ vải hai lớp rất là đẹp. Đây ạ, các bạn có thể nhìn thấy. Ở đây nó sẽ giữ lại những cái bụi sơ vải vụn để chăm sóc sức khỏe, chăm sóc hệ hô hấp của người sử dụng. Sau khi chạy qua cái lưới lọc này thì nó tiếp tục chạy qua một cái dàn ngưng tụ. Cái dàn ngưng tụ này nó làm đọng các cái hơi ẩm hóa lỏng và bơm cái nước lên một cái khoang chứa đựng nước. Ở đây ạ, cái khoang chứa nước này lúc đầy thì máy nó sẽ báo, còn sau mỗi bẻ giặt các bạn sẽ thấy nó đâu đó nó có một chút nước ở đây thì các bạn rút ra đổ đi và lại lắp lại rất là gọn gàng. Cái chiếc máy sấy công nghệ heat pump này nó sử dụng cái block điều hòa chạy công nghệ inverter nên nó tiết kiệm điện rất nhiều so với những cái máy sấy chỉ có giá khoảng 10 triệu 11 triệu. Các bạn có thể để ý này, những cái máy sấy mà có giá khoảng 10 triệu đến 11 triệu nó sẽ có công suất danh định khoảng tầm 2200W. Đó. Còn cái máy sấy heat pump của Samsung, công suất danh định của nó chỉ vào khoảng 800W. Các bạn có thể nhìn thấy ngay đây ạ, nó chỉ vào khoảng 800W. Nó tiết kiệm 50% điện năng so với công nghệ sấy thông hơi và công nghệ sấy ngưng tụ. Còn về khả năng đảm bảo độ khô thì cái chiếc máy sấy heat pump này của Samsung nó trang bị nhiều cảm biến và nó đem lại cái hiệu quả sấy khô vượt trội so với những cái dòng thông thường. Thì qua video này tôi đang giới thiệu những cái điều cơ bản và ưu việt nhất của dòng máy sấy heat pump của Samsung so với những cái dòng chỉ thua kém khoảng 2 triệu đồng thì rõ ràng nó cực kỳ vượt trội. Còn để có những cái chất lượng toàn diện hơn nữa
thể hiện cả ở mặt thẩm mỹ hay trải nghiệm của người dùng đối với cái dòng máy sấy bơm nhiệt heat pump. Thì trên thị trường có thêm dòng của LG và dòng của Electrolux, nhưng tuy nhiên dòng của LG thì đâu đó nó đắt gấp rưỡi cái chiếc máy sấy của Samsung này, và đến dòng Electrolux thì nó thậm chí nó còn đắt khoảng tầm gấp đôi. Thì tùy thuộc nhu cầu về tài chính, ngân sách cũng như là cái hệ giá trị của mình đến đâu thì các bạn sẽ lựa chọn ra được một chiếc máy sấy phù hợp. Nhưng tôi xin phép nhấn mạnh là trong tầm giá khoảng trên dưới 13 triệu thì chiếc máy sấy 9kg công nghệ bơm nhiệt heat pump của Samsung này đang là một lựa chọn đáng để cân nhắc nhất trên thị trường hiện nay. Để được tư vấn chi tiết về sản phẩm cũng như hợp tác kinh doanh phát triển đại lý các sản phẩm máy sấy quần áo, mời bạn liên hệ kỹ sư điện máy. Xin chào và cảm ơn các bạn.